Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức sao Việt. Và sau đây là bản tin: Hoa hậu Kỳ Duyên, Á hậu Thúy Vân cùng Xuân Lan khoe nhan sắc tại sân bay. Ngoài ra, Hồ Vĩnh Khoa, Á hậu Thúy Vân cùng dàn chân dài đình đám của Việt Nam Next Top Model cũng đồng loạt xuất hiện nổi bật tại sân bay. Trưa ngày 22 tháng 4, Xuân Lan cùng với Kỳ Duyên, Thúy Vân, Hồ Vĩnh Khoa và dàn siêu mẫu gồm Kha Mỹ Vân, Thanh Thảo, Nguyễn Oanh, Kim Nhung đã xuất hiện tại sân bay Cam Ranh, Nha Trang để tham gia vào một sự kiện diễn ra tối cùng ngày. Trở về sau tuần lễ thời trang sôi động, Xuân Lan nhanh chóng tập trung vào công việc của mình với vai trò đạo diễn catwalk cho bộ sưu tập của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Xuất hiện tại sân bay, Xuân Lan diện áo sơ mi trắng phối hợp chân váy đen và mắt kính trẻ trung xanh điệu, dẫn đầu đoàn siêu mẫu đình đám của Việt Nam Next Top Model. Xuân Lan xuất hiện thanh lịch cùng sơ mi trắng và chiếc kính đen làm nổi bật lên phong cách cá tính. Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp thời trang, Xuân Lan luôn nhận được sự tín nhiệm cao trong vai trò dìu dắt thế hệ người mẫu sau này. Xuân Lan cùng ekip trong chuyến bay. Hoa hậu Kỳ Duyên cũng xuất hiện trong chuyến bay này. Cô gây bất ngờ với thời trang sân bay giản dị nhưng trẻ trung và hiện đại. Hoa hậu khéo léo chọn make up phù hợp với bộ trang phục của mình. Trong khi đó, Thúy Vân diện style gợi cảm với đầm hai dây suông trắng và túi xách da. Hồ Vĩnh Khoa nam tính và bụi bặm với quần rộng màu lính. Thời gian vừa qua, nam ca sĩ liên tục gây xôn xao cộng đồng mạng với những hình ảnh nhạy cảm. Anh cũng đã lên tiếng đáp trả bằng những tài khoản mạng xã hội của mình đang bị người khác xâm hại và làm ảnh hưởng đến hình ảnh và sự nghiệp. Kha Mỹ Vân nữ tính với xu hướng minimal. Cô nàng chọn chung sức đen giúp khoe được lợi thế của đôi chân dài. Nguyễn Oanh năng động khi khéo léo phối hợp ripped jean cùng sơ mi trắng. Thanh Thảo xuất hiện với trang phục giản dị gồm quần short jean phối cùng áo basic và sneaker. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.